hồ đâu. Ta không có đâu. Chưa thấy gì luôn. Đi sang xuống thôi. Biết rồi em ơi. Chưa lên luôn, tôi chưa lên. Xin chào tất cả các chị nhá. Xin chào các chị đã đến với livestream của xã hàng bên Queen Vision và sống mai Phúc Thịnh các chị nhá. Rồi em xin chào các chị ơi, mình vào livestream của em rồi thì thả comment hoặc là thả ai cần gì em biết. Em chào các chị nhá. Rồi em chào chị Thảo Xu Hổ này, chị Đào Nguyễn này, chị Minh Anh rồi. Các chị ơi mình vào rồi, hãy tương tác với em đi ạ. Hôm nay em xả rất là nhiều mẫu các chị nhá. Xả đồng giá 19k duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Xả hết tất cả các cửa hàng luôn chị nhá. Xả tất cả kho luôn các chị này. Rồi ok, em chào Trương Ngọc Linh nha, em chào chị Minh Dương nha. Các chị ơi mình vào rồi thì comment xin chào để em chào lại các chị nhá. Rồi chào chị Dung Dung luôn này, chị Anh Tini nha. Đúng rồi, hôm nay em xả váy cực kỳ xinh các chị ạ. Mình vào tham gia với em và nhớ là rồi, comment cho em các chị nhá. À các chị ơi, trước kia mình vào thì chia sẻ livestream một lần trước giúp em các chị nhá. Chia sẻ động viên trước một lần trước đi ạ. Rồi em chào chị Anh Hoàng nha, chào Thu Lê nha. Các chị ơi mình vào rồi thì chia sẻ livestream giúp em một lần trước để mình lấy tương tác các chị nhá. Em chỉ lấy tương tác ít thôi, các chị chia sẻ livestream cho em trước một lần đi ạ. Rồi chào chị Phạm Khánh Hà, chào chị Ngọc Nguyễn, chị Kim Kim này. Rồi các chị ơi hôm nay em xả rất là nhiều mẫu các chị nhá. Ai trời ơi, 9k nào các chị ơi. Nào em bắt đầu chương trình xả hàng nhanh gọn nhẹ cho các chị yêu này. 9k xanh, 9k lâu nha. 9k xanh, 9k... À đâu, đấy là màu cam đất. Rồi, ok. 9k 1 xanh, 9k 1 nâu. Nào, chị nào lấy cái nào thì comment cái đó cho em và chia sẻ livestream nha. Tổng cộng 10 lần chia sẻ để tham gia cái chương trình xả hàng hôm nay nào các chị ơi. 10 lần chia sẻ nha. 8 lần lên các trang chợ lớn và 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai đi nào. Ok, và quay ra mình comment 9k kèm màu kèm số điện thoại mình chọn nha. 9k màu cam hoặc 9k màu xanh này. Chỉ 9.000 một váy thôi, hôm nay tổng xả kho các chị nhá. Áp dụng với chị nào chia sẻ đủ 10 lần thì em mới bán nha. Đủ 10 lần mới bán nha, 9.000 một váy thôi ạ. Ok chưa nào, 9.000 một cái váy xanh hoặc 9.000 một cái váy cam nha. Comment 9k xanh kèm số điện thoại hoặc 9k màu cam kèm số điện thoại nha. Để mình chốt đơn nha. Và chia sẻ đủ 10 lần để bên em chốt đơn nha. Chị nào thiếu một lần vẫn hủy đơn như thường. Ok, em chào Chuột Bu nha, em chào Bảo Thư nha, chào Đào Nguyễn nha, chào chị Huế Nguyễn. Chiếc váy này là free size dưới 58 cân bao vừa cho các chị yêu nhá. Thiết kế hai tà đằng sau đuôi tôm nha, cực kỳ kín đáo luôn này. Đó, mặc đi làm đi chơi rất là xinh luôn nha các chị nhá. 9k kèm màu kèm số điện thoại nào. Ok, nhìn thấy Thái Bình, thấy Vân Nguyễn nha. Và chia sẻ livestream nhiều lần các chị nhá, chia sẻ nhiều lần em mới bán này. Ok, trong 10 phút đầu để áp dụng chị nào chia sẻ nhiều nhá. Rồi nhanh tay nào các tình yêu ơi. Ok em thấy bé Huyền rồi này, thấy Thiên Nga này, thấy Huế Đặng này, thấy Đào Nguyễn đã comment rồi này. Đào Nguyễn đã comment một cái màu cam. Hello chị Huật Hoài Nam luôn nha. Em chào chị Cúc Phương luôn nha. Chào Nga Vi Tia nha. Chào Chuột Bu nha. Chào Bắc Quyên Buin. Chào Thái Bình, chào Nguyễn Luận nha. Chào Hoài Nam nha. Ok nha, Queen Fashion lên đến 100 chị nha. Sổ may Quốc Thịnh lên đến 80 chị. Bắt đầu chốt cho những chị đầu tiên được không ạ?
8K kèm màu kèm số điện thoại nào các chị? Đỏ két với em. Đỏ yêu nữa chị. Nào, 9K kèm màu kèm số điện thoại nào? Ok, sổ may của Queen Vision lên một chiếc này. Chốt cho Đào Nguyễn một cái màu cam em ơi. Ok nha. Chốt cho... À rồi ok em cầm đi. Bắt đầu chốt nha. 9K xanh hoặc 9K cam nào các chị yêu ơi. 9K xanh hoặc 9K cam nào. Ok nha, có nhìn thấy Nga Vi Tia, có nhìn thấy Lê Nhung nhá. Có thấy chị Thủy Hoàng nào, các chị yêu nào. Comment 9K kèm màu kèm số điện thoại nào. Ok, chốt cho Lê Thu Béo một set là một okay, set xanh. Ok, Lê Thu nhá, 9K này. Ok nha, chốt cho Như Quỳnh một chiếc màu okay, xanh em ơi. Như Quỳnh màu xanh 9K này. Ok, 9.000 một cái áp dụng ai chia sẻ đủ 10 lần cho em nhá. 8 lần lên các trang chợ lớn và 2 lần lên trang cá nhân. Bật chế độ công khai các chị yêu nha. 9.000 một váy màu cam và 9.000 một váy màu xanh. Ai lấy chiếc nào comment chiếc đó nha. 9.000 một chiếc ạ. Ok chưa ạ? Rồi các chị yêu ơi, chia sẻ nhanh tay đi nào. Ok nha, chốt cho Lollipop một cái màu cam đi em ơi. Ok, Lollipop màu cam 9K này. 9K một cái, chia sẻ nhanh tay nào các chị yêu. 9K một chiếc nha, nhanh tay nào. 9K màu cam hoặc 9K màu xanh nào. Ai chưa được thì comment nhanh tay và chia sẻ đầy đủ nào. 8 lần đi. 8 lần lên các trang chợ lớn nào. 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai nha. Mua ngay em này với giá 9.000 các chị nhá. 9.000 một váy ạ. Ok nha. 5 suất đầu tiên cho 5 chị nhanh chia sẻ nhiều nhất nãy giờ nào. Ok nha. Giá không chia sẻ 150.000 nha. Ok, đã chia sẻ rồi xong được, đợi một chút sẽ được nha. 9K kèm màu kèm số điện thoại nào. Sớm may quốc thịnh lên 150 người nha. À quên. Sớm may quốc thịnh lên 100 người nào. Quyên phát sườn lên 150 người đi nào. Để có động lực xả tiếp nào các chị yêu. Chia sẻ cho em thêm một nút đi nào các chị yêu ơi. Một lần nữa thôi, lên chắc các trang chợ lớn nào để em chốt nào các chị nào. Để có động lực để chốt hàng tiếp nhá. Rồi lên 150 chị đi nào. Queen Fashion chạm mốc 150 chị, chốt luôn cho một chị này. Nhanh tay nào. Chia sẻ rồi thì comment là 9K kèm màu kèm số điện thoại đi nào. 9K kèm màu kèm số điện thoại nào. Em được chưa? Trời ơi, đã chia sẻ đâu mà được. Thêm một lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai đi em. Rồi, sớm may quốc thịnh lên 100 chị nào. Sớm may lên 100 sao lại tụt rồi nhỉ. Lên 100 chị nào, ok, Queen Fashion lên nào. Ghim luôn, kiểm tra luôn này. Chị Cúc Phương nha, 9K cam này. 01693535043. Ok, Cúc Phương màu cam 9K nha. Ok, bên này số cho ai đây nhỉ. Xoa, Đinh Thị Xoa này. Một cái màu vàng em ơi, nó là màu cam màu nha vàng. Ok, Xoa, Đinh Thị Xoa 9K luôn nha. Các chị ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Ok, Thu Lê một cái đi em ơi. Ok, Thu Lê xanh 9K một chiếc này. Trời ơi, chốt rất là nhiều mà view cứ lúc lên lúc giảm vậy các chị ơi. Thôi được rồi, Thu thì bán hàng. Thôi em bán hàng nhá. Ok, chị ơi, váy cực kỳ xinh luôn. Cái mẫu này em đang giới thiệu là đang sale. Chỉ có em đang mẫu này dưới 60 cân mặc vừa nha. Người mẫu chơi xinh quá nha. Trời ơi. Mẫu này rất là dễ mặc các chị này. Các chị mà bầu một bầu ví bon chen thoải mái luôn. Yên tâm là cứ từ dưới 60 cân trở lại trở xuống là mặc vừa cho em đi ạ. 40 đến 60 cân nha. 220 ôi trời ơi, thôi em bán hàng cho nó nhanh. Ok nha các chị ơi. Thôi bây giờ em quay ra em bán hàng nha. Không một lần hẹn lần nào nữa hả? Thôi em bắt đầu em quay ra bán hàng nha. Mẫu đầu tiên hôm nay em xả nhá. Thôi em chơi game em tương tác cũng chán. Thôi em bán hàng luôn cho các chị đỡ mệt nhá. 120.000 chiếc váy này, còn hai màu cam và xanh luôn. X mấy đây nhỉ? X1 nha các chị nha. Hôm nay em bắt đầu xả kho đây nè. X1 giá 120.000 thôi. Trời ơi rẻ hết biết luôn. Bắt đầu lên đơn đi ạ. Thôi mình dừng cái việc comment chơi game nhá. Em bắt đầu bán hàng này. X1 còn màu xanh, màu cam và màu đen nữa luôn. X1 có 3 màu các chị nha. Em đang sale bây giờ là chương trình sale thứ 2 là 120.000 ạ. Em sale từ 250.000 xuống chỉ còn 120.000. Duy nhất ngày hôm nay cho các chị nhá. Mẫu váy suông cực kỳ thích này. Chất thái trượt cực kỳ đẹp các chị nhá. Có 3 màu cực kỳ xinh này. Xanh, cam và đen nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment là X1 kèm màu kèm số điện thoại chỉ hàng cho em lên đơn thành công nhá. Váy này là váy liền nha các chị nhá. Váy liền nhá, hai tà này các chị yêu ơi. Hai tà này 120.000 một váy nào. Lên đơn thành công cho chị nào comment X1 kèm số điện thoại ạ. À. Số lượng còn rất là ít nên các chị phải nhanh tay nhá. X1 màu xanh, X1 màu đen và X1 màu cam nha. Ai lấy màu nào comment màu đó. X1 kèm màu kèm số điện thoại. 120.000 một váy duy nhất trong cái livestream này thôi ạ. À. Nhanh tay nào các chị yêu ơi. Ok, lên đơn cho chị Hương Lâm một cái màu cam em ơi.
120.000. Ok chị Hương Lâm 120.000 nhá. Ok chị Đỗ Đình Tiến một cái màu cam em ơi. Ok chị Đỗ Đình Tiến một cái màu cam 120.000. Comment số điện thoại cho em đi ạ. X1 kèm màu kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nhá. Mèo con một cái okay, em ơi. Ok mèo con 120k này. Ok không bán sỉ chị nhá. Cái này chỉ bán lẻ thôi, sỉ cũng 120 luôn. Ok chị mèo con chưa có màu chị ơi, bổ sung màu cho em nào. Thúy Hoàng một cái màu cam em ơi. Ok chị Thúy Hoàng màu cam 120k nhá. Comment X1 kèm màu kèm số điện thoại nào các chị ơi. X1 chị Hương Lâm lấy một cái màu đen này ok này. Ok chị Hương Lâm màu đen 120k nhá. Màu đen chỉ có rất ít thôi các chị ạ. Ok Trang Lộc Thùy cái màu cam okay, này. Ok Trang Lộc Thùy màu cam 120k này. Ok Đinh Thị Thanh Huyền một cái màu cam này. Ok Đinh Thị Thanh Huyền 120k các chị ơi. Comment địa chỉ nhà hàng luôn cho em đi ạ. 120.000 của em nhá. Ship Bắc Ninh 30.000 nha các chị yêu ơi. Comment X1 kèm số điện thoại đi nào. X1 màu cam nha. X1 màu xanh nhá và X1 màu đen. Ok chị Trâm Phạm một cái màu cam này em ơi. Ok chị Trâm Phạm 120k màu đen nhá. 1m60 60 cân vừa. Có vừa luôn nhá chị nhá. Ok chị Võ Hà không biết lấy cái gì đây. Màu lấy comment cả màu cho em này. Chị Bảo Thư một cái cam em ơi. Ok chị Bảo Thư bên cơn cam 120k nhá. Nhớ là comment đúng mã cho em này. X1 kèm màu kèm số điện thoại để chỉ hàng cho em lên đơn thành công nha. Ok mặc sang màu xanh cho các chị yêu xem nha. Màu cam chuẩn bị hết rồi okay, ạ. Ok em chốt màu đen cho chị rồi nha. Chị nào comment đầy đủ địa chỉ em mới chốt đơn nha. Ok sang màu xanh này. Sang màu xanh rêu nha các chị nha. Các chị chuẩn bị comment màu xanh rêu cho em. Ok Lê Nhung một cái màu cam này. Rồi ok Ngô Hải một cái màu xanh. Ok chị yêu Ngô Hải cái màu xanh 120.000 luôn. Rồi em ở Đồng Nai thì phí ship 30.000 em nhá. Phí ra kép bà là 30.000 luôn chị ơi. Ok Châu Phạm lấy cái màu đen ok luôn này. Ok Châu Phạm cái màu đen tuần hàng chị luôn nhá. Ok chị Nga Bùi một cái màu xanh 120.000 luôn. Ok chị yêu này. Ok mình em cô đơn một cái màu cam ok có hàng luôn này. Chị Xuyến Nguyễn một cái màu đen ok phần hàng luôn cho chị yêu này. Váy này là bao đẹp cho các chị yêu luôn. Giá 210.000 hôm trước hôm nay sale còn 120.000 nha. Không phải là hàng vớ vẩn đâu các chị ơi. Ok chị Ngố Tít một cái màu cam ok chị yêu luôn nha. Ai lấy màu xanh comment X1 xanh kèm số điện thoại đi nào. 120.000 một chiếc nha. Ok Phạm Hiếu một cái màu đen ok rồi này. Có đầm body không? Không. 70 cân không vừa nhá chị nhá. Cho em bộ màu đỏ đi á. Làm gì có màu đỏ. Em bảo người cao xanh quá. 72kg vừa không? Dưới 60 cân các chị nha. Dưới 60 cân là bao vừa cho em. X1 kèm màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nhá. 120.000 một em thôi ạ. 120.000 một váy nào các chị yêu ơi. Em lên màu xanh cho các chị yêu rồi đây ạ. X1 màu xanh kèm số điện thoại đi nào. 120.000 một váy nha. Màu xanh hiện tại là còn 5 chiếc cuối cùng thôi ạ. Chị yêu nào nhanh tay thì còn nhá. Ok nha, 58 cân có vừa chị Hương Lâm ơi. 65 cân thì không vừa rồi, 49 cân có mặc được nha, mặc đẹp luôn đấy ạ. X1 màu xanh 120.000 nào các chị ơi. 5 chiếc cuối cùng nào. Lên đơn nhanh tay để qua mẫu nhá. X1 kèm số điện thoại đi nào. Rồi ok, lên đơn nhanh tay cắt tường một cái nào em ơi. Ok, chị cắt tường màu xanh 120k này. Rồi ok, mình có chưa Ngọc Lưu Ly comment X1 kèm số điện thoại kèm màu là có hàng nha. Rồi ai lấy màu xanh comment màu xanh em đi ạ. Màu đen chỉ còn 2 chiếc, màu xanh còn 5 chiếc cuối cùng thôi nào. Các chị yêu comment nhanh tay nào. X1 kèm màu kèm số điện thoại đi nào các chị ơi. Mẫu này là dưới 60 cân bao vừa nha. Và áp dụng cho ai chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream một lần là mua giá 120.000 nha. Giảm từ 220 còn 120 thôi. Ok Hoàng Duyên một cái màu cam, ok Hạ Trần một cái màu xanh em ơi. Ok chị Hạ Trần lên đơn xanh thì 120k nha. 120.000 một váy nào các chị yêu, nhanh tay nào. Ship Thanh Hóa là 30.000 chị ơi. 30.000 thôi, cả ship vào cũng 150.000 một cái váy này thôi chị ạ. Bao rẻ nhất quả đất rồi. Ok nha. Ship Bà Rịa Vũng Tàu là 30.000 chị nhá. Trời ơi, em chia sẻ rồi thì em mua 120.000 đi em. Ok Ngọc Lưu Ly một cái màu đen có đơn từ nãy rồi. Hoàng Thị Duyên một cái màu cam ok luôn này. Ai lấy màu nào comment màu đó nhá. X1 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi nào. Ok chị Mun Le một cái màu xanh okay, ơi. Ok chị Mun Le 120k luôn này. Chỉ còn 4 chiếc thôi các chị ơi, nhanh tay comment cho em đi ạ. Số lượng có hạn nha, dưới 60 cân là em bao vừa các chị nhá. 120k với em này thôi ạ. Hôm nay không có dắt nách chị có thể cắt đi được chị nhá. Còn đây em đang mặc là có tay các chị tay to mà cũng được luôn này. Ok Nguyễn Lan RV hết màu đen rồi chị nhá. Ok cho màu đen luôn chị thôi nhá. Em chỉ còn 1-2 chiếc màu cam và 4 chiếc màu xanh thôi ạ. Mua
một chiếc cũng ship 30.000 thôi chị ơi nhé. Em thích đồng giá nội thành là 20 và ngoại thành là 30.000 nhá. Em về đang theo chỉ còn 120.000 với lại chất liệu thái chuột cực kỳ đẹp các chị nhá. Hàng 2, hàng 2 tà cực kỳ xinh luôn. Chỉ dưới tầm 60 cân là bao vừa cho em đi ạ. X1 kèm xanh kèm sỡi vải chỉ là cho em nhá. Còn 4 chiếc cuối cùng em xả nốt thôi các chị ơi. Nhanh tay comment cho em nhá. X1 kèm màu kèm số điện thoại chỉ hàng cho em đi ạ, 120.000 nha. Ok chị Minh Lương chốt đơn chị lên đơn thành công màu cam này ok chị nha. À, xanh còn 3 chiếc các chị ơi, số lượng chỉ còn ít thôi nhá. 120.000 của em thôi nên xả rất là nhiều mẫu luôn. Các chị cứ theo dõi livestream của em nhá, xả lần lượt từng mẫu một đấy ạ. Nhiều chị không thích dáng suông thì sẽ có dáng body nha các chị nhá. Bây giờ em xả dáng suông trước đây ạ. Nhiều chị 60 cân mặc thoải mái luôn này. Bầu ví bon chen tốt các chị nhá, đây là cực kỳ thoải mái luôn. Đi làm đi chơi đều được nha. Ok, hoa cúc xanh lên đơn thành công 120k này. Mua nhiều cũng tiền ship như vậy. Đúng rồi, mua bao nhiêu cũng ship 30.000. Nội thành là 20 và ngoại thành là 30.000 thôi ạ. Nên là các chị có thể mua thêm nhiều sản phẩm cũng được nhá. Bây giờ em xả mẫu này trước. Chỉ còn 2 chiếc cuối cùng màu xanh ạ. X1 xanh kèm số điện thoại chỉ nhàn cho em nhá. 120.000 mỗi em này thôi. Giá cực kỳ yêu thương luôn các chị này. Ok, chị Khoa Phạm màu xanh lên đơn thành công các chị nhá. Còn 2 chiếc nữa em ơi. Còn 2 chiếc màu xanh thôi, các chị comment nhanh cho em đi ạ. Phương Lê ơi, comment lại cho em là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Mẫu này mặc cực kỳ xinh, các chị yên tâm là rất là mát luôn này. Mùa thu mặc cũng được, có tay nên các chị yên tâm là mặc mùa thu cũng được nha. 120.000 mà em này thôi, em sale duy nhất ngày hôm nay nhá. Cho em màu xanh ở Triệu Việt Vương, Cương ơi comment cho em là X1 màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Phương Lê ok, cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Ok chị Thiên Hảo nha. 120.000 một em này thôi là giá cực kỳ xinh luôn chị nhá. 120.000 một em ạ. Áo 120.000 nhá chị Thiên Hảo ơi. Comment cho em là X1 xanh. Ok chị Phương Lê lên đơn xanh thành công này. Ok chị Phương Lê 120k. Mày cứ đứng lại cho Triệu Việt Cương comment cho em là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nhá. Triệu Việt Cương ơi, phải cho em xin số điện thoại nhá. Đây này, mẫu này chỉ có giá 120.000 cực kỳ xinh này. Đằng sau là dáng nuôi tôm với chị nhá, màu cam vẫn còn 2 chiếc thôi, chị đặt nốt cho em nhá. Ơ là màu cam còn khoảng 2 chiếc luôn, chỉ còn 2 chiếc cuối cùng thôi. À ok, Huệ Nguyễn một xanh một cam, comment số điện thoại chỉ hàng cho em đi ạ. 120.000 một em nhá. Mua cái này mặc cực kỳ xinh luôn này, mua chung cũng được, đỡ mất tiền ship luôn. Đây. Ok, Huệ Nguyễn chốt đơn lên đơn thành công một xanh một cam nhá, cho em xin địa chỉ cửa hàng luôn nhá. Triệu Việt Cường ok, lên đơn thành công X1 màu xanh này. 55 cân 1m55 mặc vừa chị nhá. Cái này yên tâm là dưới 60 cân là em bao vừa, dáng suông thoải mái mặc lắm luôn chị ơi. Rất là dễ mặc các chị nhá. Có tay các chị yên tâm là tay to mình cũng không sợ lộ đâu ạ. À, Huế Nguyễn cho em xin địa chỉ luôn nha. Ok chị Thùy Dương ơi, chị lấy thì comment là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em. Có một chiếc màu cam nữa các chị này, còn một chiếc màu cam này mặc cực kỳ lạ luôn này. Màu cam thì màu lạ, còn màu xanh em đang mặc thì là màu trẻ trung các chị nhá. Trương Việt Cường ơi, phải cho em xin địa chỉ hàng luôn đi. Ok chị Phương Lê chốt đơn 50 cân quá là xinh chị nhá. 50 cân quá là xinh luôn, số lượng chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Nhanh tay comment cho em nha các chị nhá. Sáu cái màu xanh nữa. Đấy kiểu gì đấy hết. Cho em thêm một đen một cam nữa nhá. Chào chị Duyên ơi, ok chị em chốt đơn chị nhá. Một đen một cam nữa này, ok chị nhá. Ok, Huế Nguyễn có địa chỉ rồi, ok chị nhá. Mẫu này em đang sale là 120.000 thôi. Màu xanh này cực kỳ xinh các chị này. Đây, đúng màu xanh, đúng sao các chị xem luôn nhá. Shop em ở số 70 là Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội chị nhá. Và số 51 ngõ 76 Mai Dịch ạ. Ok, chị chờ Trương Việt Cường. Cường, em chốt đơn rồi nhá. Cho em xin địa chỉ nhận hàng luôn đi ạ. X1 đang sale chỉ còn 120.000 thôi các chị này. Cực kỳ xinh và dễ mặc luôn. Có tay nhá các chị nhá. Chất là chất thái chuột này. Tấm hút mồ hôi cực kỳ luôn. Em chào chị Ngọc Lan nhá. Các chị ơi mình vào mình nhớ là chia sẻ livestream một lần giúp em nhá. Mun Lê em có thấy chị rồi, chị hỏi gì comment lại cho em đi ạ. À có nhá chị Nguyễn Hoàng Anh ơi, tí nữa em theo dõi livestream của em đi, có rất là nhiều mẫu, các chị yên tâm là có nhiều mẫu các chị nhá. Cứ comment đặt hàng đầy đủ chính hàng cho em. À Tuyết Nguyễn ơi, mẫu này dưới tầm 60 cân mặc vừa cho em rất là dễ mặc luôn. Ngọc Lan 65 cân thì em sợ không vừa chị nhá. Dưới 60 cân thì em bao vừa cho các chị luôn, mẫu này em bán rất là dễ mặc luôn này. Ok Thúy Hoàng nhá, mẫu khác thì tiếp theo đi vào livestream tiếp theo của em nhá. Bây giờ em đang xả mẫu này trước với giá là 120.000. Ok cho xem màu cam ok chị nhá. Đây màu cam đây chị ơi. Đây màu cam nhá, màu cam cực kỳ xinh luôn này. Đánh giá khác các chị xem luôn nhá. Rồi ok, Trương Việt Cường chốt đơn rồi nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Hoài An tí nữa chị nhá, cứ theo dõi livestream của em đi ạ. Đinh Thị Thanh Huyền, chị lấy thêm một cái màu xanh.
ống là hai cái, tổng là hai cái, một xanh một cam. Và ok chị nhá, nhớ lại comment đầy đủ địa chỉ hàng cho em để chốt đơn luôn cho chị nhá. Chị nào mà cho đầy đủ địa chỉ trước em chốt trước nha chị nhá. Nếu mà hết đây ạ, đây màu cam chị này, màu cam mà cực kỳ lạ luôn các chị ơi, màu cam rất là thích luôn này. Đây màu cam đây. 65 cân không vừa nha chị Tuyết Nguyễn ơi. Mẫu này chỉ tầm dưới tầm 5, dưới tầm 60 cân là bao vừa cho em thôi. Bầu ví bon chen thoải mái luôn nhá. Chất liệu thái trượt chị nhá. Chất liệu thái trượt cực kỳ thích luôn này. Không có sai chị nhá. Ok chị rồi, em chốt đơn rồi chết chị Trương ơi. Trương Việt rồi, cho em xin địa chỉ luôn đi. Trương đây ở trong. Hà Linh ơi có nhá, ship nội thành là 20 và ngoài thành là 30.000 nha. 49 cân là mặc vừa xinh luôn này. Mẫu này cứ dưới 60 cân bao vừa cho em. Em đang 51 cân chị nhá. Nên yên tâm ơi, cũng mặc được luôn này. À ống tay được nhá chị ơi, chị có thể khâu vào được. Nhưng mà thế này là vừa rồi, bé bé làm gì chị ơi, nó đâu phải to quá đâu. Đây. Như thế này là thoải mái, dễ mặc luôn này. Mà xe thì có 120.000 này. Ok thì Thương Phạm lên đơn thành công X1 màu xanh nha. Ok chị nha. Hoàng Thị Duyên tổng 4 cái nhá, 2 cam, 1 đen, 1 xanh. Ok chị nhá. Có bao nhiêu cái à? À có bao nhiêu size? Mỗi này hàng 1 size chị nhá. Mỗi này hàng 1 size. 5 chiếc với tầm 60 cân mặc vừa chị nhá. Shop em ở số 51 ngõ 76 Mai Dịch Hà Nội chị nhá. Mỗi này em chỉ có 5 chiếc màu xanh thôi, chị nào lấy thì comment cho em này. Đấy, dáng này đi dạy đi chơi đều được nhá, vì lần sau là táo rất là dài, các chị yên tâm là cúi xuống thoải mái không sợ lộ hàng nha các chị nhá. 120.000 thôi chị ơi, em xe chỉ có 120.000 ngày hôm nay thôi chị ạ. Mẫu rất là đẹp luôn và rất là rẻ nha. Tính sát tất cho các chị xem luôn này. Các chị yên tâm là ngực 90, 9 mấy cũng mặc được luôn, rất là thoải mái luôn. 120.000 thôi, các chị lấy thì comment là X1 kèm màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Sóc Sơn không ạ, Mai Dịch Hà Nội chị ơi. Như một cái à chị ơi, mẫu này đang sale 120.000 thôi ạ, đang từ 250.000, hôm nay em sale thì còn 120.000 nhá. Hết mùa em sale xả nốt cho các chị luôn. Các chị nên mua về ít nữa mình mùa hè mình mặc các chị nhá. Bông lụa ơi, chị comment cho em là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em, chỉ còn mấy chiếc màu xanh thôi chị nhá. X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em ạ. 60 cân đâu, 1m60 là vừa như Yến Phạm nhá. Chị nào lấy thì comment X1 cho em này, 120.000 quá là xinh luôn. Xuân Nguyễn, em chào Xuân Nguyễn nha. Ok chị bông lộ fan chốt đơn X1 xanh luôn này. Ok chốt 120.000 cho chị luôn nha. Ok chị Su Bin 120.000 màu xanh luôn này. Đây. Chị yên tâm là có hàng chờ hàng cho các chị rồi, nhưng mà phải có cho thông tin đầy đủ địa chỉ hàng cho em nhá. Hà Trần ơi, shop em có 2 địa chỉ nha, số 70 Phúc Diễn và số 51 ngõ 76 Mai Dịch nha. X1 kèm màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em các chị nhá. À, các chị đằng sau này là dáng đuôi tôm nhá, không sợ lộ hàng đâu các chị ơi, nên là mình mua nhanh không là hết nha. Có mấy màu ạ, hiện tại chỉ còn màu cam và màu xanh nhá. Màu cam chỉ còn 1-2 chiếc thôi và màu xanh còn mấy chiếc thôi các chị nhá. Màu xanh này cực kỳ trẻ trung luôn này, không cần phải da trắng quá đâu, da không đen là được nhá. Còn da tầm bình thường mặc thoải mái luôn này. X1 nha, chị nào lấy thì comment là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em. Hôm nay em sale chỉ còn 120.000 thôi ạ. Em chỉ còn mấy chiếc thôi, chị nào lấy lốt thì comment cho em nhá. Tí nữa em qua một tiếp theo cho các chị luôn. Hôm nay thì hiện tại giờ trong cái livestream này em xả nốt mẫu này chị nhá. Mỗi mẫu livestream sẽ xả một mẫu cho các chị dễ đặt hàng nhá. Bao nhiêu vậy bạn à, chị Khởi ơi, mẫu này đang có giá là 120.000 nhá. Ok chị Yến Phạm rồi, chốt đơn chị lên đơn thành công 120.000 nhá. Chỉ còn 2 chiếc cuối cùng thôi, không nhanh là hết các chị nhá. 120.000 một em thôi ạ, 120.000 đang sale từ 250.000 xuống còn 120.000 thôi, quá là rẻ luôn này. Mẫu này bằng dễ quạt cực kỳ luôn các chị ạ, vì dáng suông nhá. Đây này. To cực kỳ luôn, bầu ví bon chen thoải mái luôn. Bầu đến tầm tháng mấy cũng mặc được luôn đấy. Ok Mơ Nguyễn chốt đơn nhá, Trang xin địa chỉ luôn nhá. Giờ chỉ còn 2 chiếc màu xanh thôi. 2 chiếc màu xanh để qua mẫu khác các chị nhá. Con này là đàn em. Chiếc sao các chị ơi. À nó thôi vậy thôi, để nó phát lại nữa là ok. Rồi ok, Yến Phạm lấy màu cam ok chị nha. Ok được nha, mình em cô đơn chốt đổi sang màu xanh ok chị luôn này. X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Yến Phạm chỉ lấy 60 cân, nhớ phải cao cho 1m60 mới vừa nhá. Bao nhiêu một áo em ơi, mẫu này là váy nhá. Mẫu này dưới tầm 60 cân là mặc vừa cho em. Em vừa lấy màu cam nhưng da em đen mà mặc màu xanh vậy. Màu nào cũng được chị, mình em cô đơn nhá chị nhá.
màu nó dễ, rất là dễ mặc, màu nó không phải là xanh ngắt quá đâu, còn là xanh rêu quá đâu các chị, màu nó rất là dễ mặc luôn này. Còn chị nào lấy lớp màu xanh thì comment cho em là x1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em đi ạ. Chỉ có giá là 120.000 duy nhất cái livestream này thôi nhá. Dáng cực kỳ dễ mặc luôn, các cô mặc đi dạy cũng được mà mặc đi chơi đi làm đều được luôn nhá. Thì mùa thu cái này cũng mặc được vì nó cũng có tay mà các chị ơi, nên là dễ mặc luôn nhá. Nguyễn Hải à, Hoài An em chào chị nha, muốn hỏi gì comment luôn cho em chị nhá. À, ok thì chốt màu xanh rồi, ok chị mình em cô đơn chốt đơn gì nha. Còn chị nào lấy nốt màu xanh không để em chuẩn bị qua mẫu khác các chị nhá. Hôm nay em share rất là nhiều mẫu, các chị cứ theo dõi livestream của em này, em sẽ xả lần lượt từng mẫu một, hết mẫu này em qua mẫu khác các chị nhá. Rồi ok chị Mơ Nguyễn có địa chỉ của chị rồi, màu cam ok chị nhá. Còn chị nào lấy màu đen màu xanh thì comment nốt cho em này. Váy này bao nhiêu vậy ạ? 120.000 chị nhá. Em đang xem 120.000 thôi, giá cực kỳ yêu thương luôn này. Không đẹp không lấy tiền các chị nhá, ngực 90 95 mặc thoải mái luôn này. Rất là rộng thoải mái luôn đấy các chị ạ. Bầu bí bon chen được. Ok chị Ngô Tư nha. Mẫu này đang có giá là 120.000 thôi ạ. X1 kèm màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Chị Sarum ơi, tí nữa chị theo dõi livestream tiếp theo của em nha. Em sẽ xả sang mẫu tiếp theo nhá. Còn em đang xả nốt ở cái livestream này mốt màu này cho các chị nha. 120.000 X1 kèm màu xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em đi ạ. Có tay này, có bằng đuôi tô đằng sau rất là dễ mặc luôn này. Ok chị Hanachi chốt màu xanh này, dưới 60 cân mặc vừa nha. Ok chốt chị Hanachi màu xanh. Chị Minh Nguyệt ơi lấy màu xanh thì comment là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nhá. Ok chị Hanachi chốt đơn chị rồi nè. Minh Nguyệt comment là X1 kèm xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em đi ạ. Đó, một em váy cực kỳ xinh này, chất thái trượt cực kỳ đẹp luôn. Mà hôm nay sale chỉ còn 120.000 thôi ạ. Chị Minh Nguyệt ơi comment lại nốt cho em là X1 xanh kèm số điện thoại chỉ hàng cho em nha. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn hàng cho các chị luôn. Nên là các chị phải để ý điện thoại để bên em chốt đơn luôn nhá. Gửi luôn đơn trong ngày hôm nay luôn này, cho các chị mặc đi chơi luôn, rất là xinh luôn. Rồi em xin chuẩn bị sẽ kết thúc cái livestream tại đây nhá. Chị nào mà chưa đặt được hàng thì inbox đặt hàng cho em cũng được. Còn các chị mà đã đặt hàng rồi để ý điện thoại giúp em nhá. Ok chốt chị Mơ Nguyễn rồi, chị Mơ Nguyễn nhá. Ok, em xin kết thúc livestream tại đây nhá. Hẹn gặp lại các chị vào livestream tiếp theo các chị nhá. Nếu là tí livestream tiếp theo thì chia sẻ tiếp cho em để mình được mua giá rẻ nhá các chị nhá. Chào các chị ạ.